Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về thiết lập vùng cách ly y tế, nhiều khu dân cư thuộc 4 xã thị trấn tại huyện Kim Thành đã thực hiện cách ly 21 ngày bắt đầu từ ngày 29 tháng 1. Các gia đình nằm ven quốc lộ 17B bao gồm 7 hộ tại thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, các hộ dân thôn Phương Tân, xã Kim Liên, hiện tại ngoài tâm dịch tại thành phố Chí Linh thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương thiết lập khu vực cách ly y tế tại một số khu dân cư huyện Kim Thành, Nam Sách. Huyện Kim Thành chủ trì phối hợp với các sở ngành, công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, sở giao thông vận tải, y tế thiết lập các chốt kiểm soát và thực hiện việc kiểm soát 24 trên 24 toàn bộ các khu dân cư nói trên. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách với 75 hộ dân.